Trần Channel gửi lời chào đến toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng đại gia đình chúng ta đến với video mới của Đức Trần Channel. Đại gia đình thân mến, hiện tại thì Đức Trần Channel đang có mặt ở trên đường quốc lộ số 6 hướng từ ở tỉnh Kon Tum về thủ đô Phnom Penh. Và ngay khu vực này đây là gọi là ngã ba Skun. Thì ở đây với cái danh hiệu nổi tiếng khu vực này đó là chợ côn trùng, nơi bán rất nhiều côn trùng của nước bạn Campuchia, gồm có nhện nhện nè, dế nè, càng cuốn nè, vũ nữ chân dài nè, ảnh ương nè, vịt trời nè, le le đó, rồi nào là trứng vịt nè, hay là xoài keo, chuối sấy, me thái vân vân, rất là nhiều. Thì thưa quý vị các bạn, ở khu vực này Đức Trần Channel đã có dịp quay cho chúng ta xem rồi những cái côn trùng ở đây. Tuy nhiên hôm nay có dịp trở lại sau gần 4 năm thì ở nơi đây họ xây dựng khang trang hơn, sạch sẽ hơn so với trưa hơn ngày xưa rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ dạo một vòng nha, để chúng ta sẽ thấy những côn trùng ở đây. Đây, những chị bán hàng ở đây, người ta bán về côn trùng đây. Ở khu vực này là họ bán về tức là cái loại sấy ha, mít sấy vân vân. Mít sấy, chuối sấy, bánh kẹo. Bây giờ thì họ xây dựng sạch sẽ khang trang hơn, nhà hàng, bàn ghế đồ chỉnh tề hơn, cũng như là cái khu buôn bán thì họ làm ngăn nắp hơn. Trước đây thì nó hơi ọt ẹp, nó hơi không được tươm tất như bây giờ. Đến đây thì nếu mà chúng ta có đi vệ sinh thì khoảng 500 ria ha, khoảng 3.000 đồng Việt Nam. Đặc biệt là ở đây là trứng vịt là rất là ngon. Trứng vịt thì trồng đỏ nhiều hơn trồng trắng. Tên nhát. Ở phía sau đây là công viên vệ sinh, họ làm cũng sạch sẽ hơn ngày xưa. Đây, ở đây có nhiều côn trùng đây. Cái khuôn viên bây giờ họ làm sạch sẽ hơn rất là nhiều ạ. Rộng rãi, sạch sẽ, khang trang hơn ngày xưa rất là nhiều.
Muối rất là ngon. Một với chung. Dạ. Với ngọt ngon quá. Nơi người ta bán trái thốt nốt đây. trong một trái như vậy nó có 3 muối hả? Sầu riêng. Cái đấy ăn như nào hỏi anh Tuấn không biết ăn đâu. Bên đây có thêm một khu vệ sinh nữa. Con điện. Cái này có cá, cái này cá cuông. Cá cuông này rất là lớn. Cái này cá cuông à. Con này con gì á? Con gì nhỉ mấy chú ơi? Con điện điện. Điện điện. Điện điện. Mua nhiêu? Mua 10 chân 5 chân. Mua. Lòng lòng ơi.
Sao phát biểu cảm tưởng đi, hãy nhìn nhận thấy sao? Ngon hả? Mọi người nên thử đi. Ngon lắm. Nem. Rồi, xin được cảm ơn toàn thể vì các bạn cùng đồng hành với Đức Trần trong những phút vừa rồi nha. Hôm nay có dịp trở lại với ngã ba School, trở lại với chợ Công Trùng và chúng ta tham quan một vòng ở khu vực bán hàng ở đây. Hiện nay thì rất là sạch sẽ, khang trang và Công Trùng cũng rất là nhiều, nên thú vị nha.